Hôm nay team mình Vigon sẽ tham gia Club Cup ở UOW, cùng theo chân mình nha. Club Cup cũng tương tự như hội khỏe phụ động ở Việt Nam, là nơi mà các câu lạc bộ của trường Đại học Wollongong sẽ tham gia vui chơi thể thao cùng nhau. Trước khi tham gia thể thao, mọi người nhớ ăn uống và khởi động thật kỹ như Vigon nhé. Trò đầu tiên sẽ có hai đội tham gia. Đội nào vượt qua cái nhà phao này để về đích trước sẽ giành chiến thắng. Ở trò cuối cùng này, mọi người phải vừa nhảy bao bố và giữ thăng bằng cho quả trứng, và sau đó là ném cái túi màu đỏ vào vòng tròn, thì lần lượt cả team sẽ tham gia. Team nào về đích trước sẽ giành chiến thắng. When I say V, you say gone, to the three, to the one. V, go! Thật sự rất cảm ơn mọi người đã cùng Vigon tạo nên những kỷ niệm thật đẹp tại trường Đại học Wollongong. Hẹn gặp lại mọi người. Ngoài ra, Vigon cũng đang tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng Vigon Got Talent 2023 đã chính thức được mở đơn. Mọi người hãy cùng tỏa sáng cùng Vigon nhé.